Kiểm tra quy hoạch chi tiết, phần 2. Cách xem vị trí bằng tọa độ góc danh. Ok anh em, hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn anh em check vị trí thửa đất bằng tọa độ góc danh trên sổ nhé. Ở giao diện Golan, bấm vào biểu tượng góc danh. Giao diện hiện ra, ở đây chúng ta có thể tìm kiếm bằng cách quét hình ảnh sổ. Anh em lưu ý là một số sổ sẽ có tọa độ góc danh và một số thì không có nhé. Ok, quét thôi nào. Thao tác các vị trí có góc danh phải chuẩn thì Golan mới trả kết quả chính xác nhé. Sau khi chọn đúng vị trí tọa độ, bấm vào nút quét tọa độ để phần mềm đọc. Đây chính là kết quả chi tiết các góc danh vừa đọc, anh em nhớ check lại kỹ xem có đúng chưa nhé. Nếu đúng rồi thì tiếp tục chọn thông tin tỉnh, huyện sẽ hiển thị trong sổ. Bấm tìm kiếm. Đây chính là vị trí lô đất mà Golan đã trả về. Chúng ta phóng to, thu nhỏ, tăng giảm độ mờ để có cái nhìn tổng quan nhất cũng như xem các vị trí lân cận. Video sau mình sẽ hướng dẫn anh em check vị trí bằng địa điểm trên phần mềm Golan nhé. Và đừng quên vào ngay golan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.